Hello mọi người có khỏe không? Mình khỏe nha mọi người. Hello mọi người, xin chào tất cả các bạn và welcome back to my channel. Hôm nay mình đã trở lại và là một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì mình mới trở lại với mấy bạn nè. Cũng như là khá là lâu rồi mình chưa có một video nào mà tụi mình ngồi xuống cùng với nhau và tụi mình có thể tâm sự và trò chuyện với nhau hết. Thì hôm nay thì mình sẽ trở lại với một video, tụi mình sẽ cùng nhau ngồi xuống và tụi mình sẽ cùng nhau tâm sự với nhau nha mấy bạn ơi. Cách đây khá là lâu thì mình có post lên trên cái tab cộng đồng của mình để hỏi mấy bạn, đó là mấy bạn thích mình ra video về chủ đề gì. Thì trong đây tụi mình có rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn nè, như là cái chuyện của mình nè, cái chuyện của Bambo là cái chuyện cho mấy bạn nghe nè, rồi nói chung là thử thách thì nói chung rất là nhiều những cái chủ đề luôn. Và mình kêu là mấy bạn hãy chọn giúp mình cái chủ đề mà các bạn thực sự thích. Và mình đã nhận được kết quả, đó là chủ đề kể chuyện của Bambo chiếm tận 50% luôn, rất là nhiều. Cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ trở lại với video kể chuyện của mình cho mấy bạn nghe nha. Và mở màn cho video ngày hôm nay thì hôm nay mình sẽ một video mình sẽ kể cho mấy bạn những cái câu chuyện xui xẻo mà mình đã gặp trong nguyên một tuần vừa qua. Và thực sự nó là một cái chuỗi ngày liên tục luôn mấy bạn, thật sự là rất là buồn luôn. Và mình hy vọng là sau video này mình làm xong thì những cái tuần tiếp theo trong cái gì sắp tới trong tương lai của mình thì nó sẽ thực sự là may mắn, những cái may mắn nó sẽ đến với mình nha mấy bạn. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu vô câu chuyện đầu tiên thôi. Và trước khi mà vô câu chuyện đầu tiên thì các bạn đừng quên tặng cho channel của mình một cái like, share và subscribe cho channel của mình nha, để có thể đón xem thật là nhiều những video sắp tới mình sẽ upload lên cho mấy bạn coi nha. Còn bây giờ không cần chờ gì nữa, tụi mình sẽ cùng nhau tụi mình bắt đầu video ngày hôm nay thôi mấy bạn ơi. Bắt đầu với câu chuyện đầu tiên thôi. Câu chuyện đầu tiên thì nó cũng hơi xui thật sự luôn đó, rất là xui luôn đó bạn, rất là xui luôn. Đó là dạo này mấy bạn biết là trời Sài Gòn của mình, đặc biệt là trong tuần trước, thì nó rất là mưa. Mà mưa mà không phải là mưa hoài nữa má, mưa gì đâu mà chút xíu mưa, cái chút hết mưa, cái nắng là sao đúng không? Rất là tùm lum tùm la luôn, thời tiết rất là rùm beng, ba hồi luôn. Cho nên là thật sự là tuần trước thì cái ngày hôm nay là ngày thứ hai là mình đã quyết định đó là mình sẽ mang dép. Mà trong vườn của mình thì không có được mang dép như bây giờ, trời lúc nắng lúc mưa như vậy rồi, lỡ mà mưa xuống cái mưa ướt dày mình thì sao đúng không? Cho nên là mình đã quyết định mình làm liều, mình mang dép luôn. Và cái lúc mà mình bước vô cái cổng trường với bạn là lúc đó mình đã thoát nạn được giám thầy, lúc đó là giám thầy không có để ý, cho nên là mình đã được lên lớp cách bình thường, không có bị ghi tên nha. Xong lúc về á trời, mình tưởng là mình đã thoát rồi, tưởng là xong với tất cả rồi, là mừng lắm luôn, là tưởng là á trời kia này thoát nạn rồi, vui quá. Cái xong má mới bước đi theo con quỷ kia, nó ngủ đi cái đường bên kia, đường tắt đi về cho nhanh á, không biết nhanh được nhiêu nữa má. Cái xong đang đi cái bị kêu lại, Hoàng Long đứng lại. Mình thấy một cái điều gì đó không có được ok cho lắm rồi đó mấy bạn. Cho nên là mình đâu có ý định mình quay cái đầu mình lại. Xong bị ghi tên. Giờ không biết nhận được nhiều luôn á mà. Thì bắt đứng lại á, mất hơn 5 phút luôn á. Đi đường tắt chắc nhanh được hơn 2 phút. Cái bắt đợi 5 phút luôn. Quá là nhanh mấy bạn, quá là nhanh. Đó, và câu chuyện chưa hết xui đâu, còn rất là nhiều câu chuyện liên quan sau đó. Câu chuyện thứ hai đó là mình có order trên Shopee được một cái yếm. Trời, máy trên hình rất là đẹp luôn á. Mà đây cho mấy bạn coi nè. Ta-da! Trời ơi, ở ngoài đời cũng rất là xinh luôn nha. Nhưng mà có một cái vấn đề này, nhìn thì nó rất là xinh, rất là xịn sò, rất là đáng yêu luôn nè mấy bạn ơi. Nhưng mà có một cái điều mà mình lại cảm thấy rất là xui xẻo khi mắc phải, đó là cái yếm này nó có một cái ống quần rất là to, chỗ nó to cái miệng của mình luôn mấy bạn. Thì đúng rồi, nó rộng cái miệng của mình luôn đó. Coi để mình bọn thử cho mấy bạn coi nha. Má ơi, bọn má bọn vô không khác gì, trời bọn vô không khác gì một cái đầm luôn đó mấy bạn ơi. Rất là ghê luôn đó mấy bạn. Mình sẽ bọn thử cho mấy bạn coi nha. Má mấy trăm ngàn luôn, giờ không lẽ dột. Trời, như cái đầm mà sao bọn đúng không? Không lẽ giờ dột, trời rất là tốt luôn đó mấy bạn. Nhưng mà chắc là mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó để mà có thể fix lại cái ống quần này. Người ta sẽ bóp nó lại cho nó sẽ gọn hơn. Vậy đâu mà... Trời đất ơi, coi nè. Có chuyện tiếp theo cũng là trong giữa tuần luôn. Đó là mình đã qua quần bảy của mình chơi. Và lúc đó mình có plan là mình sẽ làm một cái mặt nạ. Đang quay cái hết pin luôn, nhưng chưa hết xui hay sao nữa đó. Rồi là sao video sẽ may mắn trở lại nha. Ok, kể tiếp câu chuyện thì mình có plan là mình sẽ làm một cái mặt nạ mặt. Thì mình đã có đồ nguyên liệu này kia kỹ càng lắm rồi, là mình tưởng là còn để mình có thể sử dụng, nhưng không mấy bạn ơi. Bữa đó mình sẽ có đem vào một cái chai toner
nổ để cho mình có thể dùng để xài. Thế mình nạp xong mình xài toner lên để cho nó cân bằng lại. Rất là ok. Đó. Mới qua nha má, lục tụ, yến mạch, mất tiêu luôn. Xài hết trơn luôn mà quên. Quên mua, xài hết mà quên là không nhớ là xài hết luôn á. Cuối cùng mới là không có đem được mặt nạ nè. Xong rồi còn lại mất nguyên cái toner luôn. Có xù quá không dạ? Rồi câu chuyện tiếp theo đó là câu chuyện cái máy tính. Trời ơi, như câu chuyện cuối cùng rồi đó, trời ơi mừng quá. Thì cuối cùng với câu chuyện cuối cùng rồi đó mấy bạn. Đó là vào cuối tuần là ngày thứ 6 luôn. Thì hôm đó là mình có một bài kiểm tra môn hóa học, cho nên là mình có đem theo cái chiếc máy tính rất là dễ thương của mình theo. Hồi đó không phải là máy này đâu, mình đem máy kia cơ. Nhưng sau khi làm bài xong thì vô tình mình đã để quên, hay là mình đã làm mất, hay là mình đã eyelash của mình mất tiêu luôn. Cái này mới tức rồi mấy bạn, tức thật sự luôn đó. Trời ơi, cái bài kiểm tra tôi cũng làm điểm cao lắm, má mất cái máy tính, tôi cũng làm điểm cao lắm, 10 điểm gì đó. Không, má có 6 điểm à. 6 điểm mất cái máy tính 600 ngàn. Hôm đó nha, ý là lúc đó là cái máy tính của mình là mình chỉ có mang cái này thôi, là mình không có ghi tên, không có ghi lá, mà cũng không có cái đồ này của mình. Thì bình thường đó mình hay xài cái ốp lưng này nè, cái silicon, người ta nhìn là sẽ biết của mình luôn. Còn cái hôm đó mình đi là mình chỉ mang cái này thôi, tại cái này nó dơ quá, mình đã đem giặt rồi. Cho nên là mình chỉ đem cái này thôi mà, mình không ghi tên ghi lá gì hết. Thì người ta đâu có biết là của ai đâu, lấy gì người ta trả cho mình đúng không? Coi như là mất luôn rồi đó mấy bạn. Rất là hay. Xong hôm sau là mình phải order ngay lập tức cái máy liền. Với lại mình có order thêm một cái cọc dây nữa. Ủa mất cọc dây hả? Hả? Đó xong rồi mình đã mua lại một cái máy tính mới hết 600 ngàn nữa. Và mình có mua thêm cho cái máy của mình một cái cọng dây nữa. Để kỳ này mình quyết tâm là mình sẽ xích nó vô cặp luôn, để cho nó không có bị mất nữa mấy bạn. Đừng bị mất hoài luôn, sao ai chịu nổi đúng không, mất hoài chịu nổi. Cho nên là mình đã mua một cái cọng dây hết 30 ngàn trên Shopee. Rất là dễ thương, rất là xinh luôn. Ở đây mình cần có một cái hình nữa nè. À, một cái hình con này rất là xinh luôn. Đây, mình tính là mình sẽ gắn cái máy này của mình nè. Xong mình còn xích cọng dây hai bên như thế này nữa. Tại vì cái này á là tụi mình sẽ có tới hai đầu, để tụi mình gắn như là một cái túi xách để mình đeo vậy mấy bạn. Đó, cho nên là mình đã mua luôn. À, suy nghĩ mua cọng dây 30 ngàn cũng hơi sót tiền thiệt. Nhưng mà thôi, sẽ mua để bảo vệ 600 ngàn. Đó, má chưa kịp bảo vệ gì hết trơn á nha. Chưa kịp bảo vệ gì luôn. Chưa kịp bảo vệ luôn má. Mất hai cái đầu. Mất hai cái đầu gắn, giờ nó còn giờ sao gắn má. Mất hai cái đầu gắn vô rồi má, rồi giờ sao gắn. Ta nói là trong cái rũa cái mày á, mà không thấy mày chỗ nào luôn, không có mày chỗ nào luôn á. Mày chỗ nào vậy chị coi. Đó mấy bạn ơi, thì video ngày hôm nay mình đã vừa ngồi xuống đây, mình đã vừa chia sẻ cho các bạn những cái câu chuyện không được may mắn lắm của mình trải qua trong tuần vừa qua. Và hy vọng là trong tuần mới này thì mình sẽ gặp được nhiều những cái suôn sẻ hơn, may mắn hơn nha mọi người. Đừng quên là follow mình ở trên. Ủa đâu rồi, mấy mức độ rồi. Mọi người đừng quên là follow mình ở trên Instagram và Facebook. Thì Instagram của mình nè mọi người, mọi người lên mọi người follow Instagram của mình nha. Còn Facebook thì Facebook đây. Còn đây là Facebook của mình nè. Mình sẽ để link tất cả những cái Instagram và Facebook của mình dưới description box. Cho nên là mấy bạn, cho nên là mấy bạn hãy kéo xuống và follow mình trên Instagram và Facebook nha. Bạn nhớ là like video thật là nhiều để mình gặp được nhiều may mắn nha mấy bạn. Và video ngày hôm nay của tụi mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mấy bạn xem video này, đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình nha. Nhớ là subscribe thì là nhiều. Và nếu mấy bạn thích những cái chủ đề gì thì có thể lên tab cộng đồng để vote cho mình. Ví dụ như mấy bạn thích mình làm video kể chuyện thì mấy bạn vote vô là kể chuyện của Bác Mô. Và muốn kể chuyện gì thì phải gợi ý nha, chứ giờ biết gì đâu kể. Không để xung quanh nữa kể nữa đúng không? Hay là mấy bạn muốn kể gì thì có thể comment hoặc là direct với mình qua Instagram nha. Cái tay coi. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Mua mua. Bye bye. Trời má, hình như chưa hết xui luôn mấy bạn ơi.